Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả nào mày. Ngày hôm nay thì Khả sẽ mua mình một cái nón này mày. Nói chung là đỡ khỏi khỏi ép này mày. Mua cho mình một cái nón này tương đương khoảng 25 kim này mày. 25 kim. Hiện tại Khả đang đổ giá là 23 kim 2 4 6 8 10 24 16 18 20 23 kim với một cái dạng khoảng 25 kim nha mày. Khoảng 2 triệu nón này nha. Ok, dứt. Quá tuyệt vời. Ok. Rồi, nói chung là mình mua được cái nón này 25 kim cũng khá hợp lý này mà. Khá hợp lý. Có bao tây thủy nào khám hổ 2x cộng 40. Bao tây đây lên 25 kim. Ok nè mày. Thì vừa rồi Khả lên được xét hiệp cốt rồi nè. Thì đây cho anh em xem sơ qua. Thì nói chung là lên xét hiệp cốt này, phù hộ 50 nè, sức mạnh này. Này kháng cả kháng băng này, kháng sinh lực này. Xét cốt này lên sinh lực khá cao. Và bây giờ thì Khả sẽ tiếp tục đợi cái nón này vào nha nè. Ok, lên đảo luôn. Để go BB. Nón này hiện tại là thần pháp 110 á. Nên là mình phải lên đảo thôi. Được, Khả đi đổi cái nón lá nè. Nói chung là mình vẫn thích nón lá nè. Nên chung xong. Ok, đổi cái nón lá lên đảo nè. Còn con lồn đao thì nó không có thiếu sức mạnh nè. Nó chỉ thiếu cái thân pháp thôi. Thân pháp 110 thì kiểu gì mà mai cho nổi. Ô, từ từ cả. Mình có cách rồi nè mà. Mình sẽ đi giảm cái nón này về cấp 4 nè. Đâu ok nè mà. Đường xuống cấp 4 luôn nè mà. Khỏi con lên đảo nè mà. Một phẩm cầm nào. Bắt đầu cầm nào. Từ từ cả. Từ từ có cái thời hạn nè. Đây, đưa nó xuống cấp 4 cho nó thành nón lá luôn nè mà. Còn phải tốn 500 xu nè mà. Cái này tốn ít hơn. Dùng nam minh chi tinh đưa xuống nè. Ok, đưa xuống luôn, thành nón lá luôn. 4, đi mua thêm 4 cái nữa. Đi mua thêm 4 cục nữa. Khoảng 160 xu nữa thôi. Mấy này thường thường đi boss có nè. Đây thì mình có thể mua 40 xu một cái. Một cái chẳng mua ở thằng mới thằng nhân. Rồi, tiếp tục đưa xuống cấp nhân lên mày. Đây. Bốn cục nữa xuống cấp 4 thôi. Một con cắm nào. Đưa xuống nón lá luôn nè. Trực tiếp nón lá luôn. Con nón này là được á. Đưa xuống trực tiếp nón lá luôn nè. Không cần phải đi ngồi trang đi chung xu. Đó. Xuống cấp 6 là đủ rồi. Cấp 6 thần pháp 60 là ép được này mà. Mình có cái set đồ ép 60 thần pháp đó. Là vừa đẹp luôn ạ. Đó, trời ơi, 50 thần pháp vừa đẹp luôn này mà. Ok. Chắc chơi người dơi ngay. Rồi, nó lại set đồ nữa. Thần pháp là kết đồ 50 thần pháp, ok. Áo đai lưng giờ chiều là đủ. Thay đồ khá là nhanh nè, sức mạnh luôn. Rồi ba món, trời, úi trời, tuyệt vời ông mặt trời. Rồi lên thêm bao tay nữa là ok rồi, bao tay thủ lấy 500 cũng được rồi, Khải chuyển đường môn. Đó, đó, ok chưa? Này thì mang cái đọc kim nè. Này đang cùng lôn nha nè. Ok chưa? Quá đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Độ đăng này kháng lôn có 50 mấy à. Tức là có 1 món kháng lôn còn không đủ. Phải 2 món kháng lôn thôi mà. 2 món kháng lôn thì được kháng hỏ. Chó là không có.
một chỗ khắn hổ. Khắn lôi không, tầm này cũng lôn thì cần khắn lôi, còn đỡ một đường môn không cần đâu. Môn mang hẳn có toàn thủ lý luôn. Nhắn này chó khắn hổ nữa xong. Ok mày. Ok. Rồi. Lần đưa thêm được nóng tím rồi nha Nam. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ Khảo lại chia sẻ hộ cho nha. Hôm nay Khảo quấn lên ít đồ nhận đẹp đẹp tới đây full tím đánh anh em ạ. Đó. Giờ đang cùng luôn. Với kiểu này thì Khải sẽ mang cái nhận chó vào anh em ạ. Nhận chó vào sẽ được 80 chó, 80 chậm. Đây. Đó. 80 chó, 80 chậm. Nhận hơi chó kháng hộ hơi thấp. Nhận này kháng hộ có 20, có 2 điểm. Có cái nhẫn này mang vào thấy đẹp không? 21 nữa nè. 21-30 thì chỉ có 70 chón. Ok, 21-30 nè. Ok, đó. Nói chung là mang thằng hiệu này thì kháng hộ được 75. Trời ơi, 80 chón, 80 chậm quốc hơn nè. 70 chón được không sao nè mà. Hãy nghĩ thì con lôn nó 70 chón cũng được. Tại vì nó đứng đánh tầm xa không. Yếu lượng sinh lực, nội lực cao đâu. Sinh lực cao thấy khỏe này. Ok chưa? Rồi. Khải, nhưng là Khải có cái bao tay kháng lôi 30 nữa. Kháng lôi 30 nữa. Mang cái bao tay kháng lôi 30 cho nó đẹp rồi nè mà. Đây. Kháng lôi 30 nhưng mà nó không được 29 thôi rồi, lấy cái 29 này. Bao sinh lực nội lực. Rồi ok. Đó nè em ơi. Thì sau khi đã thay đổi được lên set hiệp cốt thì Khải đã lên cho mình thêm được cái nón rồi nha nè. Rồi. Nó từng đó đẹp cho con lôn rồi. Rồi 70 chón, 80 chậm, một món khăn lôi. Rồi anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ Khải, like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em. Nói chung tầm này thì bọn đã tống kim hàng ngày thôi nè. Rồi ok, hẹn anh em nhớ những mỗi video livestream tiếp theo nhé. Quá đẹp luôn. Rồi, em dịch lại cho anh em đọc. Nói chung là bên con anh em đọc này ba cái đồ kích thương pháp Khải đây nè. Lúc nãy đang định lên đảo tốn xấu như tinh thần của thập mà phí nè. Mình có thể đưa nó xuống cấp 4 nóng lá luôn. Khỏi phải tốn 500 xu ngồi trao mà khỏi phải tốn xấu như tinh thần nè. Ok, bữa nay Khải ngồi trang rồi nè. Một lần với nó luôn. Đồ cái thân pháp quá. Quá. Rồi. Này may mắn. Đó, chung đầu tư mất mớ rồi nè mà. Giờ ít hôm nữa lên thêm được bộ tay nữa, chuyển đường môn thôi. Nếu quá vào tay thủ lý làm chậm á, tay thủ lý làm chậm nữa thì qua đường môn là đánh được. Xét hiệp cốt đánh đường môn được rồi nè. Xét hiệp cốt đánh đường môn. Nếu phải đánh đường môn thì Khải sẽ mang bốn món hỏ, một nón hỏ này, một đôi lưng hỏ, một bao tay hỏ và một nhẫn hỏ như này. Khải sẽ mang chỗ này là một đôi giày thủy. 40 chón còn lại 160 làm chậm. 40 chón 160 làm chậm. Đó. Chủ yếu kẹp chai cầm lọ đấm này. Kịp chai kịp tường đánh rồi nè. Rồi ok nè, hẹn em những buổi livestream tiếp theo nha. Bye bye.